bố mẹ cũng mừng là con cũng thích nghi được, hòa đồng được và chịu được cái gian khổ như thế này. Tập 7 trôi qua, mẹ cũng với rất hai là tự trạng hào. Thái tâm lý hoàn toàn khác nhau. Đó là cảm xúc của những người lính trẻ khi được gặp và trò chuyện với gia đình. Và một hành trình đầy thử thách và khắc nghiệt mà họ đang phải trải qua. Liệu những đôi chân đã mệt mỏi có đủ sức để vượt qua nhiệm vụ cuối cùng này? Mở mắt ra, kiểu đỗ hồ nhắm mắt đi. Chạy nhanh, cơ động nhanh, phát mệt phết. Như này là bình thường ấy. Còn đi ba mấy cây, trăm cây luôn. Đi thế nào rồi? Người hôm nay có cả họng đau lắm mà. Có đi tiếp tục hành quân được không? Đi tiếp thì vẫn đi được. Chân có đau hay bị làm sao? Chân em bị rột với cả chút chuột rút nên nó vẫn còn căng. Không sao đâu ạ, mọi người cũng phải cố gắng bám theo đội hình nhá. Dạ vâng. Không Huy đau chân? Huy không phải đau chân, choáng. Gọi là choáng tạm thời. Thì vỗ và hét cho tỉnh, quát cho tỉnh. Chẳng may nếu là đảo thì đừng có quát, em giật mình em ngất luôn. Nhất thì có đồng đội thì mới cầm. Tại 5, báo cáo tình hình đơn vị. Đại 5 báo cáo. Đại 5. Đại 5 quân số vũ khí trang bị bảo đảm về sức khỏe. Đơn vị bảo đảm cơ động hết. Đại 5 tiếp tục chỉ huy bộ đội hành quân. Chuyên lệnh toàn đại đội bắt đầu cơ động. Trung 2 cơ động. Qua rồi đây, bắt đầu cơ động. Ây da. Em thở em hít một hai hơi xong thở một hơi xong nó cứ thế nào. Đây là hành quân không phải là chạy. Không phải cái nào áp dụng như thế được. Cái này hít thở thế nào? Cái này thì hít thở đều. Bám vào người đây. Phải đây. Ý chí của em quyết tâm từ ngày hôm qua rồi. Và hôm nay em bảo em phải thay đổi. Bởi vì em đã học được rất nhiều từ những ngày trước. Và ngày cuối cùng là ngày em thay đổi. Em phải thay đổi cho bằng được. Sống chết nào cũng phải thay đổi. Nào chân cơm cho anh cho chứ. Huy bảo lên. Chị Huy. Có. Chị có cơ động không? Có. Chị Huy bám mạng lên. Đi anh không? Chúng ta là những chàng Huy. Vòng bên phải trên. Chuyên lệnh đầu đứng lại. Chuyên lệnh toàn đại đội lợi dụng như vậy. Tiểu đội 6, đồng chí trú quân tại vị trí này. Đồng chí phân công cho tôi như sau. Đồng chí Việt sẽ đào hầm hào. Đồng chí Huy sẽ xuống giúp bếp. Đồng chí Anh sẽ đi lấy nước, ghi rõ chưa? Đó. Sau đây đồng chí chỉ huy tiểu đội về vị trí trú quân bắt đầu. Đó. Đồng chí đi trước. Theo giờ tôi đi trước. Đồng chí chỉ cho tôi địa chỉ. Địa điểm. Đây như này. Gặp xuống đây thì là quốc này.
Bây giờ bấm nó thành vòng tròn đi. Mời cả nhà xem thím Huy gọt bí. Mỗi lần mà tôi ra chợ, tôi mua bí là tôi toàn phải nhờ cô bán rau gọt hộ, còn tôi chịu. Rồi tôi đích thân tay tôi làm này. Cái này gọt được ra, cắt từng đoạn ra mà gọt ra. Cắt từng đoạn ra gọt nha. Hình như là phải xoay đầu dao lại để cắt thì nó đúng không? Dạ. Ai. Nặng quá. Chết rồi. Cho. Hai đồng chí ơi. Nặng quá. Có cách nào đỡ được không nhỉ? Thay nhau ra bên nhé. Khi có không quân pháo binh của địch bắn vu vơ vào vị trí trú quân của chúng ta thì yêu cầu các ông chí phải triệt để lợi dụng địa hình địa vật, tìm vị trí hố gần nhất, các ông chí nằm xuống. Hố rác kìa. Hố rác kìa? Ở đâu à? Này thì lên đi con. Gửi tín hiệu vào đây. Huy đâu? Huy. Dạ. Lên nhặt ngay cái rác của đổ đây. Đó. Đổ linh tinh khu vực hậu cần này tí ruồi nhặn đến rồi mất vệ sinh thì làm sao? Đó. Tay chuẩn bị bữa cơm cho mình và các đồng đội. Công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng cũng không dễ dàng gì. Anh cả Khắc Việt có vẻ vất vả hơn khi được giao nhiệm vụ đào hố bắn cá nhân và đã có một trải nghiệm không thể nào quên. Sau bữa cơm trưa giữa rừng, giờ là lúc họ nghỉ ngơi cho lại sức. Trưởng đại Nam Chú ý. Lệnh phòng kỹ thuật trưởng nhanh chóng di chuyển sang cụm điểm cao 11, đánh cho hỏa lực của địch. Quân nhanh chóng cơ động rồi của nhanh chóng quân. Nhanh Tàu kia chiến sĩ mới tác phong khẩn trương. Rõ. Khẩn trương. Tất cả các bộ phận nhanh chóng cơ động về vị trí chỉ huy tập trung. Phía sau cơ động. Đại trưởng Đại Nam nhanh chóng kiểm tra quân số vũ khí trang bị báo cáo. Điểm. Đại Nam báo cáo. Đại Nam. Làm quân số vũ khí trang bị đầy đủ hết được.
Đồng chí đại trưởng đại năm, trong quá trình tổ chức trú quân, đơn vị không thực hiện giữ được yếu tố bí mật, hiện nay đã bị lộ. Lệnh của đồng chí tiền trưởng, đồng chí đại trưởng đại năm nhanh chóng chỉ huy đơn vị cơ động qua 71 sang trú quân tại khu vực 48. Rõ chưa? Rõ. Bắt đầu cơ động. Toàn đại đội. Cơ động sang heo 71, được chạy. Điểm cao 71 là một con dốc dài hơn 100m với độ dốc lên đến hơn 60 độ. Liệu với gần 30kg quân tư trang trên vai và những đôi chân đã tê buốt, ba chàng trai của chúng ta có vượt qua được con dốc này? Đưa em đội trưởng, đưa em. Em là người rất là khó khuất phục. Nếu như có chùn chân ngã xuống, em cố phút giây cuối cùng. Em không dám nhìn lên nữa luôn, bởi vì em nhìn lên em thấy xa quá, sợ không đi được nữa, thế là em cứ cắm mắt cả mũi em đi. Ghép thành một dọc kê. Cố lên. Nào. Mở mắt ra. Đều. Chậm lại. Em cười là em đi được. Cười chạy đúng không? Không phải chạy. Cái gì cười? Gì vui? Em cười là em đi được.
ba chàng trai của chúng ta đã cùng với những người đồng đội của mình dũng cảm vượt qua thử thách của chặng đường hành quân. Giờ đây, họ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ cuối cùng. Đó là một trận đánh lớn và cũng là trận thực binh đầu tiên của ba chàng lính trẻ. Trước khi vào quán triệt triển khai nội dung nhiệm vụ tiếp theo của đơn vị, tôi hỏi ba đồng chí chiến sĩ. Một, đồng chí Đức Huy. Có. Đồng chí sẵn sàng sử dụng lượng nổ và lựu đạn để thực hiện nhiệm vụ ở những mục tiêu cuối cùng không? Sẵn sàng. Đồng chí Khắc Việt. Có. Đồng chí Vương Anh. Có. Đồng chí sẵn sàng chưa? Rõ, sẵn sàng. Đây là chúng ta bước vào chiến đấu, các đồng chí phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, không được có nản ý chí, sợ khó, sợ mệt, không cơ động ảnh hưởng đến nội dung thực hành nhiệm vụ của đơn vị. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Lệnh của đồng chí thuyền trưởng. Chuẩn lên, toàn đội triệt để lợi dụng điện cơ động của vị trí xây dựng công trình thủy điện. Sư tư, sư tám, sư bảy, sư chín, bắt đầu cơ động. Bắt đầu cơ động, cơ động. Những cái tiếng súng nổ ngay ở bên tai, những cái khẩu pháo, những cái thuốc nổ nó nghe thật quá mức, càng ngày càng nổ to. Báo cáo chỉ đại trưởng, chùa tám đã xây dựng công sự chuẩn bị xong, sẵn sàng lệnh hết. Báo cáo chỉ đại trưởng, đại đội bảy đã có vị trí đang tích cực xây dựng công sự chuẩn bị, sẵn sàng nổ súng theo lệnh khi có lệnh hết. Đồng chí đại trưởng đại bảy tăng cường hỏa lực chế áp vào trận địa lực của địch. Bên một tiểu một, nổ súng tiêu diệt súng một. Bên một tiểu hai, nổ súng tiêu diệt súng hai. Phía trước của em, đó là một chiến tuyến, nó là một cái gọi là đích đến và nó là điểm cuối cùng rồi. Mình phải hoàn thành cho bằng được. Đúng rồi, đi mặt. Tâm lý của em ấy, về những cái mà em đã làm với bố khi bố nói những cái chuyện về quân đội với em mà em bỏ ngoài tai, thì em đáp lại lời xin lỗi bằng cách em đã thực hiện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Và lúc đó là em hô là bố ơi, con đã làm được rồi. Và em lúc đó là em xả được tất cả ra, những cái gì mà em kìm ném trong vòng 7 ngày này.
bắn xong cái băng đạn. Là cái lúc đấy em biết là xong rồi. Lúc đấy em khẳng định luôn là em về với những kiểu nụ cười của mọi người rồi. Bởi vì em làm được rồi. Đồng chí Vương Anh cho tôi biết cảm giác của đồng chí tham gia một trận chiến đấu như vừa qua như thế nào? Cảm giác của tôi rất thích ạ. Bởi vì tôi không làm ảnh hưởng đến ai và tôi không làm vướng chân đồng đội ạ. Đồng chí Khắc Việt. Tôi cảm thấy rất là sướng ạ. Rất là đã. Tôi cảm thấy rất là sảng khoái ạ. Và tôi tự hào khi tôi mặc bộ áo lính này ạ. Ba đồng chí có thể trả lời này. Trước mặt tất cả đông người này, với tinh thần các đồng chí vừa trải qua này, sảng khoái, sung sướng, vinh dự và trách nhiệm, nhưng bây giờ là đơn vị, tổ quốc, trong trường hợp này cần các đồng chí tiếp tục phục vụ tại ngũ trong quân đội 24 tháng để lấy tinh thần cho thanh niên toàn quốc để tham gia nội dung nghĩa vụ quân sự, thì ba đồng chí như nào? Tôi sẵn sàng ạ. Có. Tôi sẵn sàng. Chắc chắn chưa? Chắc chắn ạ. Nếu như ý nghĩa của nó là mang truyền cảm hứng tất cả các bạn trẻ lòng yêu tổ quốc và nghĩa vụ quân sự của công dân, tôi sẵn sàng lên đường ạ. Đồng chí Đức Huy. Tôi hoàn toàn có thể ở lại đến hết và không thời hạn luôn ạ. Đồng chí Vương Anh. Tôi sẵn sàng. Không còn những bỡ ngỡ của ngày đầu tiên, ba chàng trai của chúng ta đã dần trưởng thành qua từng ngày huấn luyện và hy vọng rằng hành trình 7 ngày trong quân ngũ sẽ giúp họ trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn và mạnh mẽ hơn trên những hành trình tiếp theo của cuộc đời mình. Tôi đã quen với lại một cái cuộc sống nó tự do mà do tôi tự đặt ra từ giờ giấc sinh hoạt cho đến tất cả mọi thứ. Khi ngày đầu tiên tôi vào thì chính tôi cũng vẫn giữ một cái thói quen đó với tiểu đội trưởng đoàn. Đồng chí nói nhưng mà tôi không sai, nhưng mà đồng chí bảo là đội trưởng đã nói tôi hoàn toàn không sai luôn ạ. Qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì dần dần từ những cuộc hành quân trong đêm, có lần lên thêm thao trường, tôi sẽ tự nhiên là phục tùng một cách đúng theo nguyên tắc của quân đội. Không phải vì tôi không sợ bất kỳ điều gì cả, mà vì tôi tôn trọng các đồng chí. Và tôi cảm thấy là tôi tôn trọng những cái gì mà tất cả mọi người đang làm và đang cống hiến. Các đồng chí là những người rất tuyệt vời. Và có lẽ là kéo các đồng chí không nhận ra là mình đang là những con người rất là tuyệt vời như vậy. Tôi vào đây tôi mới cảm nhận được rõ nét về cái sự giúp đỡ nhau cho đi không cần nhận lại, về sự đoàn kết. Có những lần tôi nói chuyện đằng sau với các bạn nào mà các em hành quân như vậy thì các cán bộ có thương không? Mà các cán bộ nhiều lúc mà em hành quân bọn anh như này là cũng chỉ là như vậy, nhưng bọn em lúc mà đi 30 cây số, 50 cây số, xách tận 30 cân, khi 100 cây số ngủ trong rừng cũng rất thương. Nhưng nếu mà không kỷ luật như vậy thì sẽ loạn và không ai bảo vệ đất nước. Tôi là rất xúc động và tôi cảm thấy cũng rất tự hào. Tuy là chỉ trải nghiệm trong vòng một tuần thôi, nhưng tôi rất tự hào tôi được khoác lên cái bộ quần áo lính. Và xin cảm ơn tất cả những đồng chí, những người anh em đã sát cánh với tôi trong một tuần. Xin cảm ơn tất cả những đồng chí đất nước này và tôi, tất cả người dân Việt Nam muốn nợ các đồng chí một lời cảm ơn. Cảm ơn những ý kiến thật chân thành của đồng chí Việt. Tôi xin phép được kéo cái tấm
dạng này xuống. Thay mặt các đồng chí chỉ huy cũng như cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như rất là cảm ơn đồng chí Việt đã để lại trong đơn vị cũng như là đặc biệt cá nhân tôi các đồng chí đặc biệt đại năm nhiều cái kỷ niệm sâu sắc và nhiều cái tình cảm chân thành. Ngay từ đầu em đã tin rằng là nếu em vào trong quân đội chắc chắn mọi người sẽ rèn được em. Chắc chắn tất cả mọi người sẽ làm thế nào đấy để cho em khá lên. Thành ra có bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu thói hư tật xấu hay là bao nhiêu những cái yếu đuối của em bộc lộ ra hết. Em không còn ngần ngại gì hay là vì những cái đạo lý ở ngoài xã hội mà em ngại, em che giấu để em trở thành một người rất là ngầu hay là một người rất là soái ca hay là một cái gì đấy. Em vào trong này có cái gì em yếu, em dốt, em kém, em nói hết. Và đôi khi em bị thành nói nhiều quá hay bị than thở. Và cái này em có thể khẳng định, em lắng nghe mọi người. Em rất lắng nghe mọi người. Em nghe từng câu chữ một của mọi người. Chỉ là cái cách thể hiện của em nó rất là dở. Cái việc là cái sự biết ơn của em hay là do em ngại hay là em ngượng, em không biết nói như thế nào trong cái lúc đấy. Thành ra là rất dở. Nhưng mà em có thể khẳng định với mọi người, em nên người rồi. Tôi đưa tay đón sớm mai vào lòng, ôm trọn từng khoảnh khắc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cuộc đời vì đã đến bên tôi. Dù có sóng gió, có bần cùng, nhưng lòng ta luôn thủy chung. Một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu không lời, tình anh em. Nào hãy nắm lấy tay tôi nào, nắm tay tôi bạn nhé. Nắm lấy tay anh, nắm lấy tay em, tay ta nắm lấy nhau. Dù ai ra đi hay ai trở lại, nhưng mình còn bên nhau mãi. Phía sau lưng mình vẫn có một người mang tên là anh em. Tôi đưa tay đón sớm mai vào lòng, ôm trọn từng khoảnh khắc. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người vì đã đến bên tôi. Dù ăn có bần cùng, nhưng lòng ta luôn thủy chung. Một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu không lời, tình anh em. Quá nhiều những cái clip ở trên mạng, rồi các bạn nữ sinh hội đồng đánh nhau. Cả những bạn thanh niên bây giờ họ đang rất là chỉ biết hưởng lạc ăn chơi phá tiền bố mẹ rất nhiều. Nó làm cho mình điều gì đó và mình cảm thấy là cái cuộc sống này không phải màu hồng, rất là nhiều thứ mình phải luôn cảnh giác. Và vào đây rồi thì mình cảm thấy là mình rất là vui, mình hạnh phúc. Nó vẫn còn những con người rất là giá trị như thế này để bảo vệ đất nước. Cái điều mà em xúc động đó là mình rất là hạnh phúc, thực sự hạnh phúc rất nhiều khi mà vẫn tồn tại những con người đó. Môi trường bộ đội rèn luyện con người đúng, nhưng phải trải nghiệm mới biết được, mới tin được.
Còn nếu mà nói ở ngoài thì ai cũng nói rồi, rất nhiều người nói rồi. Thành ra nếu bây giờ em ở trong môi trường này mà em đi ra ngoài, em trở thành một con người đứng đắn, trưởng thành và trở thành một con người gọi là tuyệt vời đối với xã hội, thì đó sẽ là một cái minh chứng rõ nhất để mà em có thể khẳng định là môi trường quân đội huấn luyện con người như thế nào. Em tự hào và em cảm thấy vinh dự khi em được mặc cái bộ quân phục này lên người, được in tên của mình cùng Đức Huy. Nếu được quay lại đơn vị, em vẫn muốn quay lại.